đội bóng như Sông Lam Nghệ An luôn phải đối mặt với những cái khó khăn trước mỗi buổi giải vì điều kiện tài chính, điều kiện những các cái điều kiện để khiến cho họ không có được một lực lượng mạnh nhất từ cầu thủ ngoại cho đến những cầu thủ nội. Nhưng cái cách làm bóng đá của Sông Lam thì năm nào cũng vậy, họ luôn luôn có được những thế hệ sau thế kế tiếp được cái truyền thống, và có một cái điểm đặc biệt là họ đã biết vượt qua được những cái khó khăn ở những cái thời điểm quyết định để khẳng định được vị trí của mình. Và cái việc mà có được cái danh hiệu tại cúp quốc gia này là một cái sự tưởng thưởng rất là xứng đáng dành cho Sông Lam Nghệ An. Và cái trận đấu cuối cùng là một cái trận đấu mà tôi nghĩ rằng nó có được rất là nhiều những yếu tố mà người ta vẫn được gọi là những hình ảnh mang tính biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ. Đó là sự nhiệt huyết của các cầu thủ trên sân cỏ, đó là sự cuồng nhiệt trên khán đài. Hôm nay thật sự là em rất là vui khi mà trong năm Nghệ An đã vô địch cúp quốc gia. Rất là vinh dự khi là người được sống trong một cái bầu không khí bóng đá mà giống như bầu không khí Sông Lam năm 2011. Cực kỳ em vào ai em đi tới cán đây bế cho đến sáng em đi. Em thực sự là rất là hạnh phúc. Em là từng khóc vì từng hình gì đó.